Lâu quá không có cho tụi bay đứng bằng hai chân rồi. Bữa nay đứng lên bằng hai chân cho tao coi. Nè. Một. Ồ. Wow. Đứng rất là nghiêm túc. Con chơi khùng sao? Wow. Mà con này cái tay nó luôn luôn dẫn nha. Ồ, mới nói. Ồ, giờ khùng đứng lâu nha bà con. Vừa ngáo đứng chút xíu mà té liền. Thấy dòi khùng có võ công cao cường chưa? Còn Dương Ngáo, nó nhỏ hơn con dòi có chừng 3 năm tuổi. Mà dở quá, công lực dở ẹt. Thôi dòi à, cho con vui. Này Dương Ngáo đứng lên coi. Lâu quá không có cho tụi bay tập công lực đứng hai chân. Đứng lên. Cái thằng nó làm biến ghê trời. Đúng rồi, đứng lâu lâu một chút. Cái con quỷ dòi này, trời ơi, nó cho mày ăn giả chứ mày. Đang tập cho con vui mà chôm chôm. Có vẻ như con vui nó đứng không được cao. Mập quá mà. Vui nè, đứng lại nè. Vui. Ừ, thôi thôi thôi, không có ăn gian. Không có khều. Nè mày. Dòi cũng ghiền si ao lắm. Rồi tới lượt Khế Thui. Lại đây đứng hai chân cho tao coi. Khế Biểu. Đứng lên. Sau đây sẽ là phần thi đứng hai chân của Khế ông ngoại. Bắt đầu. Ê ê ê, tao thấy cái gì đó sai sai nha. Ủa mày chơi gì chơi kỳ vậy? Nhưng cái thằng Khế này nó khá là khôn. Khi nó vịn cái tay của mình thì nó không dương móng. Còn những con kia vịn vô tay là dương cái móng lên liền. Giờ khùng đứng giỏi ghê. Mấy ngày nay nhà cửa lu bu, cho nên tôi cho mấy đứa này ở cái khu vực riêng. Con nào hiền thì sẽ ở chung với Khế già nhọn. Con nào hay đánh lộn thì ở ngoài kia chung với con khè. Mà rõ ràng mấy con dữ ở chung với nhau là không đứa nào dám đánh đứa nào. Và bây giờ sẽ là phần đứng hai chân của đại ca. Nè. Ê. Không. Không lấy tay khều. Đứng lên, đúng rồi. Đứng lên luôn. Con Khế làm cái quái gì vậy? Đứng lên. Mày chu cái mỏ lên mày nghĩ là tao sẽ đút cho mày ăn hả? Không đứng lên là không có ăn. Đúng rồi. Trời ơi. Thôi thông cảm đi. Cái tướng đại ca có một khúc mà. Mà ngồi trên nệm nữa. Cái gì vậy Khế? Tại sao bữa nay mày giành ăn với cháu mày là sao? Ừ đúng rồi. Đứng dở quá. Quạo. Cái con quạo này nó không có ghiền si ao giống như những con mèo khác nha. Đặc biệt ngộ vậy đó. Con nhọn cũng vậy. Nếu mà kêu con quạo với nhọn đứng lên là tụi nó sẽ không chịu đứng. Không thèm. Coi con nhọn nó ăn si ao mà nhìn muốn giả vô cái mặt của nó hết sức. Ăn mà cái kiểu nhăn nhăn á, sợ dính vô miệng. Quá chừng ngựa. Cho dòi với nhọn ăn xong thì mình sẽ bế Khế ông ngoại lên. Cho Khế ông ngoại ăn theo cách này. Tao cho mày đứng hai chân á thì mày dựa vô cái tay của tao đúng không? Bây giờ cho mày nằm luôn. Ủa cái gì vậy? Ê ê. Đừng có giỡn. Cái mặt của Khế như kiểu mày cho tao ăn si ao thì mày phải cho tao ăn nguyên một thanh. Mày nghĩ sao mày cho tao nửa chừng? Rồi con dòi mày đưa 1 miếng. Đại ca đưa 1 miếng. Hết mẹ thanh si ao của tao rồi. Thôi, để tao ăn hết cái thanh này. Tính gì thì tính đi. Coi coi cái tay của nó kìa. Trời ơi. Hình như cái thằng này nó ăn cái gì nó không phải chụp lại. Nó sợ tôi đưa cho con khác. Mà khi mình đưa cho con khác thì nó không dám giành.